Nathan chuẩn bị lên chức làm ba nha. Nhưng bây giờ anh chàng đang vô cùng choáng váng. Anh Nathan, anh ấy xỉu mất rồi. Vẫn chưa có gì xảy ra mà. Hình như đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Ủa Nathan, chuyện gì với cái bụng của anh vậy? Bụng anh to ra kìa. Có phải anh ăn trúng cái gì đó phình ra như vậy không đó? Ôi trời ơi, tội nghiệp cái bụng ghê. Đợi một lát. Chưa, hết băng bầu rồi sao? Ủa, được luôn hả? Không, đâu có. Không biết sao mà Nathan chính là người phải mang bầu. Là một người ba tốt, Nathan đã chuẩn bị danh sách mấy món cần thiết cho em bé. Bộ máy game, vài hộp khoai tây Pringle, máy bay trực thăng đồ chơi. Trùa nghi ngờ, cô đoán toàn là món anh thích thì đúng hơn á. Thế em lắng nghe thử xem con đang muốn gì đi. Trùa vẫn không tin em bé muốn những thứ đó. Với lại, họ không đủ tiền để mua nữa. Nhưng mà Nathan chợt nhớ lại giải thưởng. Người đàn ông đầu tiên sinh em bé sẽ nhận được 1 triệu đô. Chưa, bình tĩnh đi. Nathan là người đàn ông đó. Chắc chắn ảnh sẽ nhận được số tiền lớn mà. Trông như Nathan có bầu thật ấy chứ. Dù không mong muốn, nhưng mà vẫn xảy ra. Không biết còn chúng ta là con trai hay con gái ta. Và sự thật ngỡ ra là cặp sinh đôi. Cả trai cả gái luôn. Hai vợ chồng trúng số độc đắc rồi nha. Nathan đành chấp nhận số phận, thậm chí còn làm rất tốt, giải quyết các khó khăn. Nhưng mà lại cực kỳ vụng về. Anh làm đổ nước kìa. Nathan, chuyện gì thế? Có chuyện gì đâu. Anh chỉ cố tình đùa chua một tí thôi. Nhưng cô lại nghĩ anh sắp sinh nữa cơ. Nhìn xem cổ lo lắng kia kìa. Còn gọi cả bệnh viện nữa. Nếu không đang mang bầu, chắc chắn bị xé xác bởi trò đùa quá lớn nha. Còn bữa nay chị bắt lau dọn thôi đó. Ủa không, khi Nathan mang bầu, đồ đạc cứ tùm lum tùm la cả nhà. Anh chàng cứ vứt đồ mọi nơi. Cái áo này cũ quá. Còn cái lỗ này mới nè. Sao cái lỗ to chỗ áo vậy? Nathan, anh giải thích lý do thử xem. Cái này rất có ích đó em. Tại áo cứ cả vào chỗ em bé hoài. Được rồi, cho là cái áo hợp lý đi. Vậy còn mấy cái khác thì sao? Vớ chân mà cũng cả em bé nữa hả? Giờ anh hãy chọn một chiếc xe đẩy cho các con đi. Cái này anh làm giỏi mà, đúng không? Nhưng Nathan đâu có bao giờ quen với kiểu nghiêm túc đâu. Chọn xe đẩy. Nhưng lại chọn ván trượt. Yeah, thứ ba con mình thích nè. Nathan rất phấn khích. Anh chàng nóng lòng cho vợ xem thứ mà anh mới mua. Người vợ rất bất ngờ. Đây là ván trượt mà. Con chúng ta đâu có chơi được cái này. Còn cái ván trượt bé tí này thì sao đây hả? Nathan giàu ý tưởng quá. True à, chồng bạn cứ như một đứa trẻ vậy. Ngày mưa thì không gì sướng bằng nằm xem phim trên giường đâu. Nhưng coi phim sao mà hay được nếu như thiếu snack ta. Vì đang có em bé nên Nathan ăn rất là nhiều. Hợp lý, không có gì sai cả. True liền để mắt tới chế độ dinh dưỡng của chồng. Bình thường Nathan ăn đồ gì cũng được. Nhưng vì đang có em bé, phải ăn đồ heo thì chứ. Và ăn đúng cách nữa. Nhưng Nathan lại thấy cách ăn này khó nuốt. Anh đã dành cả tuần chế món khoai tây chiên bí mật. Nếu mà anh không ăn ngay trước mặt của chú thì có lẽ sẽ thành công rồi. Thôi giờ đành phải ngốn rau thôi. Nè thêm, rau cũng giống như khoai tây chiên mà. Có điều, xanh với ít giòn hơn thôi. Và còn chúng ta cần vitamin mà. Kể từ lúc Nathan có em bé, Drew như phải làm việc nhà gấp 2 lần so với trước đây. Còn Nathan thì chả thấy giúp gì. Không như trước đây, anh rất được việc. Còn giờ thì đang bận mang thai đứa nhỏ. Anh chàng còn giả vờ giả vịt nữa chứ. Để Drew phải chăm sóc cẩn thận cho mình. Quá là một diễn viên xuất sắc. Lưng anh đau sao? Gối đây anh. Cổ cũng đau hả? Drew liền xoa bóp ngay. Drew chỉ còn biết trông chờ vào mấy đứa con sẽ giúp cho mình thôi. Nathan muốn dành thời gian thảnh thơi để nghe nhạc mà anh ấy thích. Nhưng Drew lại không thích thể loại như thế này. Vả lại Nathan còn chuyển động quá nhiều. Drew đã nghĩ ra một ý kiến hay là một chút cổ điển. Chắc chắn giúp ích cho sự phát triển não của trẻ. Nhưng Nathan lại thích nhạc kia. Để đôi bên cùng có lợi, nhạc cổ điển dành cho em bé. Còn Nathan thì vẫn có thể nghe nhạc rock mạnh. Và nhớ là anh không được chuyển động mạnh đâu nha.
thời kỳ mang bầu rất dễ xúc động. Nhìn đây thang thấy thảm thiết quá. Có phải mới xem phim tình cảm không? Trường không thể làm ngơ khi thấy chồng sướt mướt như vậy được. Anh chàng thật sự quá đã nhập tâm. Giờ cổ cũng nhận ra lý do sao ảnh khóc nè. Đội này thang yêu thích đã thua. Trường không ngờ luôn đó. Eo ơi, nếu mẹ thang có buồn vì những thứ như này thì Trường cũng sẽ an ủi anh ấy thôi. Dù cho nó có điên đến mức nào đi nữa, khi mang bầu thì đi ngủ không hề dễ dàng. Lăn qua lăn lại tìm tư thế ngủ thoải mái, người thường sao hiểu được. Dù Nathan có nằm kiểu gì cũng không thể ngủ được, Drew đành phải ra tay hỗ trợ. Còn không dễ gì mà ngủ được với ổng. Một chiếc phao bơi hả? Để coi nó giúp được gì nha. Nathan chả thấy ích gì. Hoặc có thể anh không hiểu ý của vợ mình là sao. Nhưng giờ thì hiểu rồi nha. Cái phao bơi giúp cho Nathan ngủ tư thế mà ảnh thích nhất đây nè. Nathan luôn cần phải được theo dõi sát sao. Giờ đang mang bầu, Chu càng phải để mắt đến Nathan nhiều hơn như trước. Chu nghĩ Nathan cần phải luyện tập một chút. Phải giữ dáng chứ. Còn gì tốt hơn tập yoga và ngồi thiền để giữ dáng nào. Nathan, thư giãn, tận hưởng đi nha. Cơ thể và tâm trí cần phải hài hòa. Anh phải thả lỏng ra. Nathan lại có kiểu thư giãn khác nè. Tư thế này gọi là gì ta? Dáng ngủ hà mã. Còn đây là chú hổ no say. Thư giãn kiểu lười là đây. Nathan không có thời gian đi chơi với bạn bè như trước. Thật may bạn bè vẫn còn nhớ đến anh nè. Các bạn rủ anh đi một nơi rất là thú vị. Chính là bowling. Nathan cực kỳ thích bowling. Anh chuẩn bị sẽ ném đổ hết mấy con kia cho xem. Nhưng trước hết cần phải xin vợ đã. Drew thích ý tưởng này ư? Chắc chứ. Để ổng lăn mấy trái banh nặng đó sao? Câu trả lời chắc chắn là không rồi. Nathan, đợi chút. Anh sắp sinh rồi đó. Bộ còn nghĩ ra chiêu trò gì nữa đây? Anh chuẩn bị nói với vợ là anh đi tập aerobic ư? Đừng có hòng lừa chua nha. Aerobic thứ 5 kia mà Nathan. Bữa này mới thứ 3 thôi à. Không có bộ lên gì hết. Ở nhà, anh bị cấm túc 9 tháng, thật sự rất là lâu. Dù không mấy dễ dàng gì, nhưng mà Nathan vẫn rất vui về hành trình của mình. Và ngày này rồi cũng sẽ tới. Hôm nay còn buổi trưa và Nathan sẽ ra đời gặp bố mẹ của mình. Nathan đang bắt đầu thấy đau rồi. Nhưng do lừa Drew quá nhiều, bây giờ dễ gì mà cổ tin mấy cái trò này nữa. Nhưng lần này nghiêm túc thật mà. Họ cần phải đến bệnh viện mau. Nhanh lên. Oh, I'm sorry. Nathan quá sức đau đớn. Và anh ấy ngất xỉu luôn. Khi tỉnh dậy, anh ấy nhìn thấy chưa? Đang bế em bé ở trên tay. Là một cậu bé khỏe mạnh. Là con trai. Nhưng chỉ có một đứa bé. Còn đứa bé gái đâu ta? Nathan sẽ là người trả lời câu hỏi này nha. Bạn có thích câu chuyện của Nathan không nào? Anh ấy làm tốt nhiệm vụ mang bầu của mình chứ? Bình luận cho bọn tớ biết với nha. Và đừng quên cho một like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới từ Trum Trum Trick.